Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, tính đến ngày 23 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người. Công an cũng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định và thu hồi triệt để tài sản. Trong số 7 bị can này, có ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ngoài ra, còn có 6 người khác, bao gồm ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thuận An cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 15 tháng 4, C03 cũng đã khởi tố vụ án vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. C03 cũng có văn bản đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An. Cụ thể, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan, cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3, thi công xây dựng, đoạn km 0 đến km 20+500 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột. Hồ sơ đề nghị bao gồm quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, còn có hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án và gói thầu số 3. Cạnh đó, nhiều tỉnh, thành đã có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An như Đắk Lắk, Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Thuận An đang tham gia một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, gồm 1. Gói thầu xây lắp 2 xe dựng hầm HC2 thuộc dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. 2. Gói thầu XL5 xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án thành phần 1. 3. Gói thầu XL05 và XL06 thuộc dự án xây dựng kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Phía Cục Đường Bộ cũng có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 4 làm việc ngay với đại diện có thẩm quyền của Tập đoàn Thuận An, thành viên liên danh nhà thầu, về khả năng tiếp tục thực hiện thi công hoàn thành gói thầu XD02 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km 15+270, km 89+700, tỉnh Quảng Nam. Trường hợp không thể tiếp tục triển khai thi công đáp ứng tiến độ của dự án, Ban Quản lý Dự án 4 căn cứ quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan đề xuất phương án xử lý cho phù hợp, Cục Đường Bộ nêu. Theo tìm hiểu, tiền thân của Thuận An Group là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, được thành lập ngày 4 tháng 8 năm 2004. Thuận An Group là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Trước đó, trên website của Thuận An Group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Từ năm 2019, tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng có những dấu hiệu trong ngành hạ tầng xây dựng. Từ sau khoảng thời gian này, mỗi năm, tập đoàn Thuận An tham gia vào các liên danh trúng những gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tháng 10 năm 2021, doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, không công bố cơ cấu cổ đông, tháng 12 năm 2021, Thuận An tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2023, doanh nghiệp này đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, TIG. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc, sinh năm 1985, và ông Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1974, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nắm 32% cổ phần. Thuận An tham gia dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bắc Giang, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang.
Đơn vị này đăng ký tham gia 51 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu hơn 22.600 tỷ đồng. Ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội liên quan gì đến sai phạm tại tập đoàn Thuận An? Trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến vi phạm quy định đấu thầu, hối lộ tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Hà bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, được quy định rõ tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. Các lệnh và quyết định liên quan đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn ngày 22 tháng 4. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt đầu thi hành các quyết định tăng cường nỗ lực điều tra nhằm làm rõ các hành vi vi phạm của các bị can và các sai phạm xảy ra trong công ty cổ phần tập đoàn Thuận An cũng như các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật và thu hồi triệt để tài sản thất thoát. Ông Phạm Thái Hà, quê Thái Bình, là tiến sĩ kinh tế và là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA, chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng như thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính và thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cũng như trợ lý cho Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội từng giữ chức vụ quan trọng nào? Trước khi bị bắt, ông Phạm Thái Hà, quê Thái Bình, từng trải qua nhiều vị trí quan trọng và được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ tháng 5 năm 2022. Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam CPA, chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng trải qua các vị trí như thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, hàm vụ trưởng, thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 5 năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, việc bắt và khởi tố ông Phạm Thái Hà là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Liên quan tới vụ án Thuận An, C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Trần Quang Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và ông Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố bắt tạm giam vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.